Rồi, chào các bạn nhé. Đây là con máy khoan 3 chế độ nè. Hôm nay mình đã tháo banh nó ra, mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về cách là chúng ta tăng sức mạnh nó lên. Đây là cụm motor của nó. Mạch nó hư, mình đã thay mạch bu lông rồi nhé các bạn. Mạch bu lông có thể chạy được máy khoan này. Cũng hên xui, tùy giờ chúng ta ép có thể nó cũng nhá cháy, nhưng mà các bạn xài bình thường nó vẫn chạy được nhé. Rồi. Đấy, như các bạn thấy cái này roto rất là dài. Rồi. Bây giờ mình sẽ giảm vòng tua và tăng sức mạnh của nó. Đây, ngoài hộp số nó có hai cấp tốc độ, chúng ta sẽ tăng giảm tốc độ, cũng như là tốc độ chậm nó sẽ khỏe, tốc độ nhanh nó sẽ yếu. Thì ngoài hộp số thì chúng ta có thể can thiệp vào nếu chúng ta muốn khỏe hơn. Muốn khỏe hơn nữa ha. Và ví dụ tốc số 2, con này nãy mình đo tốc số 2 nó là khoảng 1.200 vòng nha. Thí dụ bình thường nó là 1.400 vòng. Đó, nó khỏe cỡ khoảng 70 newton đi. Bây giờ các bạn mình sẽ giảm xuống nó còn 1.200 vòng. Thì nó sẽ tăng lên là 8-90 newton chẳng hạn đó. Nó sẽ tăng lên nhưng mà số vòng quay tối đa của nó sẽ giảm lại nha các bạn. Trọng lực nó sẽ tăng, vòng quay tối đa giảm. Cơ cấu tương tự hộp số. Từ đó ngoài hộp số thì chúng ta sẽ không can thiệp vào nó được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ can thiệp vào cái cuộn roto này. Đấy, thí dụ như các bạn bây giờ các bạn quấn nhiều vòng lên. Cái này nè. Các bạn quấn nhiều vòng lên nó sẽ tăng lực lên nhưng mà sẽ giảm tốc độ tối đa. Đó. Rồi bây giờ thí dụ cuộn nguyên bản của nó chúng ta không thể quấn nhiều vòng lên, chúng ta chỉ có thể là thay đổi nó từ mạch hình tam giác và mạch hình sao. Đấy. Và cái này các bạn sẽ chuyển đổi nó qua tam giác và mạch hình sao nhé. Trong cái cuộn nguyên bản của nó có 6 đầu dây. Chúng ta sẽ lựa 3 điểm cuối là chúng ta sẽ hàng lại với nhau nè. Các bạn có thể tháo bớt vòng để cho nó đạt được tốc độ phù hợp. Nếu mà nguyên bản các bạn tháo bớt vòng thì nó chỉ còn 900 mấy thôi. Đây mà nguyên bản các bạn chuyển từ sao qua tam giác nó còn 900 mấy thôi. Mình sẽ tháo bớt vòng cho nó lên 1.200 đây. Mà lực nó sẽ tăng hơn. Rồi nếu các bạn muốn các bạn có máy nguyên bản á, mà chúng ta muốn khỏe lên á, chúng ta cứ chuyển từ hình nguyên bản của nó, hình tam giác qua hình sao đây, tốc độ nó sẽ giảm, tốc độ tối đa nó sẽ giảm nhưng mà lực nó sẽ tăng lên. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ráp luôn cái này lại. Đấy, cái này là mình đã hàn dây lại rồi nè. Dây đồng rất là lớn, lớp cách điện nó rất là dài nha các bạn. Rồi. Giới thiệu sơ qua cho các bạn luôn về con máy khoan 3 chức năng. Đây là đầu của nó, đầu 3 chức năng nhé. Vít khoan, vít với lại khoan búa đây. Đấy. Rồi giờ mình sẽ ráp nó lại. Mình sẽ lấy máy bắn tốc độ vòng tua cho các bạn coi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này. Rồi, đã ráp xong con máy rồi. Rồi, như các bạn thấy là tốc nó sẽ là chậm hơn rất nhiều. Đấy, đây là số 1 của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy máy test tốc độ luôn cho các bạn coi. Rồi, đây là máy test tốc độ nha. Máy bắn laser test tốc độ nè. Mình có gắn sẵn cái đầu test tốc độ đây rồi. Sẽ đo cho các bạn tốc số 1 nó luôn. Đấy, tốc số 1 314 vòng 1 phút. Đây, tốc số 2 nè. Đây. Rồi, tốc độ tối đa nó khoảng 1.200 nhé.